Trời, chụp cái gì nữa? Đó đi anh, đó. Đúng là liên hoan cũng khác, thấy đồng hắn. Anh Hùng à? Ờ, anh đây. À, anh đi liên hoan, anh đeo bóng đó. Anh đi liên hoan. Mình thay Tuấn siêu tiền đạo rồi. Hay quá nhỉ, khoảng này có thịt dê. Hay ra cho sức vài lát đi em vào truyền cho em. Tuấn đâu? Hay quá nhỉ. Trên cái cổi mà là cứ vây ngoài ngoài nha. Đá đi. Chưa mà bóng trên đi mà. Cứ đá đi, cứ đá đi. Ra hẳn ngoài rồi mà. Không bóng trên đi. Chưa đâu bóng trên. Đá đi đá. Bóng trên nào? Trên trên. Đang đẩy bóng đi lên. Có trọng tài. Sao cứ nghe người ngoài nhờ, nghe cổi chưa? Thôi chứ làm đi cá dâu. Trọng tài làm đúng rồi. Làm cho cãi nhau như cái gì? Thôi, không còn đấy. Không biết. Sao được sao? Rồi, sút. Rồi. Trời ơi. Tốt. Ôi trời ơi. Chà, có cái gì về mà gì rồi. Thằng tôi. À thằng nào nó xuất hiện cả mấy hôm nay à, quá trời mày quá. Nói chú mà. Cô về đã sớm nha. Em tưởng là đi ăn. Hả? Bình tĩnh Hải ơi. Ôi trời ơi anh ô. Trường bắt người chắc là Trường ơi, từ hồi qua đấy không vội vào bóng. Tốt quá đây này, Hải này. Rồi em bắt. Rồi. Ôi trời ơi. Giáo ơi. Nghiệp lại thành nữa quá. Thành của thanh niên. À đó và đó thì được. Đó đúng quần mình. Được tí bàn ta bảo với chẳng co bỏ đi được đấy. Bắt cơm mày ở thôi. Đúng không? Đúng không? Đúng không?
Trường sao bắt được cánh được? Chạy bám sát người vào. Rồi góc. Trường lý ý không phản công Trường ơi. Tốt. Ôi trời ơi con lợn bà Long mới tí vào. Ông Mạnh hôm nay có thịt dê không mới sút về. Theo đâu? Rồi. Rồi. Bỏ. Quảng nó dưới rồi chú đã chơi. Thôi nào được sao? Tốt. Tốt quá nhỉ. Đi phát trực tiếp không? À, đừng phát trực tiếp đi chứ. Đừng có xoay cứ chậm theo bóng. Đấy. Này nó có dùng đâu? Lắm bữa dùng rồi. Rồi. Ố cả. Ôi bóng rối bay. Nhanh xuất phạt nhanh lên dọc biên ra rồi. Mẹ càng đá càng thấy mùi dê. Rồi 10 điểm ý tưởng không điểm thực hành. Đừng ngủa với Lâm. Đội đỏ hôm nay đi nhiều nhỉ? Ôi giời, nằm ở nhà tài trợ Nam Bang rồi. Nhà tài trợ đã đến rồi. Lòng, quả hết được anh Hòa không? Anh Hòa hôm nay cứ hậu vệ trung vệ là ngon rồi, chả phải gì phải đa nhiều. Ai nhà tài trợ? Mấy củ anh? Mấy củ? Mấy củ? Một. Tính cái đùi trước thôi. Đâu, trọng phạt đâu. Đây, mới bắt đi nè. Đây là. Hả? Mà không để ý trọng tài đâu. Trọng tài mà mặc siêu vin này. Ôi trà. Ôi trời ơi.
Thôi Lâm ơi, đừng có chửi đồng đội. Đấy, đấy một cái là vào luôn. Vâng, về đi, về đi. Theo đi em. Cơm nhà mẹ thằng Linh này có tí thịt dê bắt đầu sút cơm thật. Đúng rồi. Rồi không ăn được ăn lại là đúng thôi. Anh Nam ơi, thẻ đó là đối người. Không. Đá đi, đá đi. Cái nhau gì? Về đến trường ơi. Chứ mẹ ông nào đi uống rượu có đồng lập minh thì đã rồi. Ôi ôi chạy bắn luôn. Chúng ta quá đi sang đây bắn luôn. Quả đây bắn luôn đi sang cho thằng Linh làm chi. Đi đây bắn luôn. Về chân phải. Ăn quá nữa có đỡ được 50 nữa không? Hắn đang công cường. Nếu mà cách nghiện 4 bàn là không phải đóng tiền. 4 bàn không phải đóng tiền. Anh ơi. Tham gia rồi. Đâu, nghe thấy mùi thịt dê cũng ra đã trở nên ăn không gì. Không gì nữa, còn anh phải đóng chứ. À, nó đốn anh gãy đi. Đó là mất các cái ống quay thì anh cứ quay cứ vướng trọng tài vào trong hình ngược sáng anh ta cứ thích vào trong khung hình à. Thì anh đứng hẳn ra vào đây đi trọng tài ai cho vào sân đúng rồi qua đấy nó thuận hơn ạ. Mà thấy mặt được trọng tài. Mở cánh đi ra này. Lúc mấy giờ anh này? 5 giờ. Hả? 5 giờ đúng. 5 giờ đúng á? Ừ. 5 giờ chưa thay người à? Mấy giờ rồi? Năm giờ đúng mà. Giải cái sao đừng có đi cười.
Ôi. Rồi, cố rồi. Bắt qua trước rồi. Quá đây mà lọt khe được. Cà xanh mới hòa cái cơm giặt thì ra nhanh vậy. Cầu hòa. 2, 3, 4. Rồi, đây luôn. Rồi, đây. Tốt rồi, tốt rồi. Căng anh Quảng ơi. Mạnh đã quả đấy à, Mạnh. Đưa bạn ơi, từ từ thôi. Thôi, vào đây. Đưa anh người đi. Có trọng tài mà cứ phải lo nhỉ. Phất lên đi Hải ơi. Sao Hải ơi, phất lên đi. Trọng tài cho thay thì biết thay chứ. Mười phút rồi. Không có phải nghỉ. Có nghỉ đâu, đá luôn mà. Đấy dưới đây này, Mạnh này. Kê bỏ cho đấy đi. Chồng đi, chồng đi. Chân lên. Dưới, lại. Anh ơi.
Gia tăng mắc lực lên đội xanh. Đứng lên chống lọt hai nách là được rồi. Rồi đứng này đây. Bên đây Hưng. Trường ơi, chạy ra đây bóng con. Chạy ra kia lấy bóng đi. May mà còn trước. Hái ra cánh lên là long vào giữa đi. Linh ơi,
lên lên ai kêu rồi, đi đi bên kia kêu đi nhanh tư nhanh tư căng thẳng rồi, căng thẳng rồi, bình tĩnh. Đã chấp thấp thôi, không phải bội đâu. Cô bà mới đánh lên đi, không phải ném vào nhà. Ném lên, chắc bảo Hòa ơi, rút lên về. À, rồi, em về, chúng em cao hai lên đâu. Anh cao lên đi, anh cao lên đi. Hai mươi lăm phút rồi. Hai mươi lăm rồi. Còn 5 phút nữa à? Có người à? Sao đây luôn? Ừ, chết thôi. Em vào, em vào, em vào. Đây đây, đủ đây, đủ đây. Lúc, lúc đi, lúc đi. Ôi, trời ơi. Theo luôn. Ôi trời, không lọt. Hưng lui nhìn thôi, Hưng nhìn thôi. Hưng đâu? Hưng xịt quay à? Đi nhiều ra sân chứ làm gì? Đây, ghi ba bàn. Linh Nguyệt Hồng lên Linh ơi. Ghi ba bàn. Tiền đạo đây xịt đây. Đổi lại đội hình đi. Bảo rồi, lòng đá đây, đề đá đây, cái giữa hở hết rồi đá sao được? Không, anh để anh đấy, cái thòng cho anh, cái lòng bàn tay cho anh Hải vào giữa này. Linh về đá giữa cho Hải lên kìa. Chạy đi anh, chấp tay rồi, 5 phút nữa ra rồi đó. Hải vào giữa, anh Đức ra cánh cho Hải đi, anh Đức ơi. Đi mà, anh em mình là sao nào? Lên này. Lên này. Đường quá nhanh vào. Đánh đi. Bóng sắt đi đá 30 phút à? Đâu đá liền luôn có 30 phút rồi. Đâu? Đâu cái gì nảy thông nhất rồi. Đâu 30 phút à? Các anh em còn chơi à? 30 phút nghỉ hiệp. Đá luôn có 30 phút thì không nghỉ. Thì 30 phút nghỉ hiệp chơi. Rồi Hưng đi chứ. Sát vào nhanh vào, đúng rồi. Ép sát nhanh vào. Thắng rồi là thích đá đang đá đâu. Đi. Cao ngược, cao chân. Bắt luôn. Chưa kìa. Kìa, bóng luôn kìa. Rồi, rồi, đè đi Tư. Đứng lên đi. Nhanh sớm đi mà đè, đứng chờ nó vớt được. Rồi, đúng rồi. Đi nhanh rồi. Tay rồi. Đúng rồi. Thôi. Cao. Đây rồi. Về đi, về đi, về đi. Lọt đi kìa. Đây, đây, Dương. Long để Hưng hay lấn đâu. Nó họ nhà lấn đấy. Trường ơi. Trường. Đá cho bạn này. Chạy vào, chạy xong mà. Tốt. Hai người đây. Hai người. Hai người đi. Hai người đi. Chúng ta không? Không à? Ôi! Kiếm ra đi! Khi mà chú gọi điện cho bố sơn, chú nói... Kiếm ra đi! Chú gọi điện cho chú kiếm ra đi, kiếm ra đi! Ngại rồi! Đang không? Mày ngại thì mày làm như một con trai, mày con trai chửi ở đây trong... Kiếm ra đi, kiếm ra đi! Chúng đào tạo mày thành người đấy. Kiếm khách nổi rồi! Đi chú! Không trong đội hình thì đâu khó lắm! Anh biết lên mày lắm mệt rồi! Nghiêm có trong đội xanh đâu.
Không cho đá đâu. Hôm nay chú chỉ đi khách mời thôi, chú được đá đâu. Không rồi à, không cho chú. Rồi, xong rồi, xong không. Đây. Theo lên sân lên. Đi. Phòng hôm qua nó đốn tao tay rồi đấy. Ơi. Ô trời. Làm bãi nào, làm bãi nào. Bố này, mày có người ngoài khay đang không? Bãi nào, các bãi nào ở chỗ này. Lên nó là ông thằng đó đấy. Rồi chỉ danh sách trong độ thì thống nhất trong độ thôi anh. Hỏi lại thắc mắc nhau. Nghỉ một hôm thì có sao đâu mà lo. Anh Quảng ra đi. Rồi ra đi không bị chi đâu, ra đi. Thôi hôm sau đi uống bia. Tao ở ngoài này. Có quay nhiều tôi không á? Tôi ghi hai bản nó quay không á? Anh. Tao về tao xóa mẹ đi. Chết rồi lắm. Ô Linh ơi. Tôi đang bắt nhá. Bắt quả đây lại vào xoáy bóng. Bắt quả đây mới khó. Dựa cho Long kìa. Cánh kia không phải lên theo cao đâu em. Hai cánh cứ lên đang thắng mà lại cứ lên nhiều lần gì. Bỏ qua lại lên.
Đánh này. Sao rồi? Để ý hai cánh lên nó bơm vào đầu lọt đây. Cầm vào mặt luôn. Đánh lên bóng đây.
Đóng những quả đây sao qua được thằng Lâm được. Nhanh nhanh dưới đây. Đằng sau này. Luôn chạy luôn. Đâu không? Sau đây thì đi. Sau ra. Ra tí chứ. Đi mua đá đi anh ơi. Lên kia, lên kia.
lót toàn đây. Bàn đá lùi về đây, anh em đá chơi thế nào. Năm mươi phút rồi. Đấy, có đồng hồ quay đi đây. Hả? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sâu kìa. Lên lên đây rồi. Đây. Lên. Cắm đây ơi. Có ở đấy không anh? Quả đây tay đúng rồi. Bật tay đây. Mẹ ơi. Đi ra. Đi ra. Cho anh. Sức mạnh làm cái chi? Thương bật đi chứ.
hết giờ đấy. Mẹ ông qua đây ông nhắc lên được rồi, dặn xương thôi lâu. Bây giờ thằng Toàn nữa đi. Vào rồi, bật ra. Vào rồi. Va, công nghệ va, con vào rồi. Đây.
đen rồi các con ạ. Quá 7 phút rồi đấy. Đá đúng giờ thôi chứ còn cách khứa nữa chứ. Mẹ quay phim từ giờ mỏi hết cả mẹ tay. Mỏi hết cả tay rồi. Đá đúng 6:45 hết rồi em. 1 tiếng 10 phút rồi. Phạm lỗi nguy hiểm. Đúng rồi. Mười phút nữa về trước đi. Anh Linh nhá. Thôi. Coi như báo Linh xuân hay. Tắm rồi lên tắm mà về đâu lên nhà đúng rồi. Nhà anh em gần đây về tắm một đây tắm mà có bao giờ về tắm đâu. Tắm luôn rồi. Đi đã xong rồi tôi đổ ý nhá. Hòa đứng trong đây rồi, cho nó treo vào. Bấm lên. Bấm lên vào trung vệ, trung phong rồi đấy. Vào chỗ đấy mà Hòa đứng toát còn gì. Đi, theo đi, chưa còi đó đi. Xong rồi, cũng đứng lại hết. Chồng anh ơi, nó chỉ quả đơn giản đấy cho anh. Anh kia kìa. Ôi, kìa lên người. Xong rồi. Xong luôn.
không cho ra chân. Quá đấy mà không nhúc được chân toàn. Tôi lấy ví dụ như là đội trường tính trang 1
đội HTC Hải Thanh, đội đội đổ đúng không, đội là đổ và rất nhiều con đội khác. Mặc dù thắng thua, tuy nhiên là chúng ta tăng thêm sự đoàn kết mối quan hệ của chúng ta. Còn về thi đấu thì chúng ta thi hai lần một đã giải á. Lần một chúng ta tham gia vào năm 2019 do công ty cây xanh tổ chức lần thứ hai và chúng ta đã ba trận, rất tiếc là chúng ta thua mặt cả ba trận. Tuy nhiên là chúng ta thua về tỷ số chứ chúng ta không thua về tinh thần thi đấu. Và kết thúc giải thì chúng ta được cái giải là đội phong cách, cũng là đội chơi theo play nhất giải. Lần thứ hai thì chúng ta tham dự cái giải U40 cũng cho công ty cây xanh mở rộng tổ chức. Lần này thì rất may mắn là chúng ta thắng là ba trận, thắng đôi FC 2042, chính xác là 42, thắng đôi HTC là 3-1 và cuối cùng là đôi cây xanh ấy là trận đấu chung kết là thắng 2-0 và giành cúp vàng. Thì các đồng chí hướng lên sân khấu lấy cái cúp vàng rất đẹp. Đúng không? Thế thì để đạt được thành tích đó thì thay mặt về đội bóng xin cảm ơn tất cả các thành viên trong câu lạc bộ, tất cả những vị khách mời đã theo dõi anh em trong quá trình hoạt động. Không biết nói gì hơn thì bây giờ xin các đồng chí nâng cốc. Ai có bia thì dùng bia, ai có rượu thì dùng rượu. Chúng ta nâng cốc để chúc sức khỏe, chúc sức khỏe anh em và chúc đội bóng của chúng ta. Mời các đồng chí.